Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Duy. Thì chào mừng mọi người lần đầu tiên đến với bé Duy cơ bắp. Thì nếu mà mọi người, ủa tự nhiên lần đầu tiên là sao ta, lỡ có những người quay lại rồi sao trời? Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với bé Duy cơ bắp thì mình sẽ tự giới thiệu mình tên là Khánh Duy và kế bên mình đây là Phúc Tuyết. Thì nếu mà mọi người có muốn biết lý do vì sao có tên Phúc Tiết thì mọi người hãy bấm vào những video trước mọi người xem nha mọi người. Phúc Tiết là đủ rồi. Ok mọi người, thì trong video ngày hôm nay sẽ là một video mà tiếp theo Duy sẽ Reaction. Mà reaction MV của ai? Reaction cái gì? Ai ta? Chắc có lẽ yêu là đây. Ủa phải không ta? Đây là yêu là đây mọi người ơi. Thì Duy nói người ta nghe bùa nha nhảy gì vậy mọi người. Mọi người sorry mọi người nha, hiện tại bây giờ đang là 2:20 sáng rồi, tụi mình kiểu cũng đang cực kỳ buồn ngủ rồi, cho nên kiểu tụi mình nói chuyện kiểu cũng hơi bị vậy nè mọi người, kiểu giống như là đang nghe bùa dây ngải trong họng đó mọi người, cho nên nếu mà nói chuyện mà có bị líu lửa thì sorry mọi người nhiều nha. Ok mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ reaction lại một MV mới ra của anh Sơn Tùng. Thì MV đó tên gì nè Phúc? Có chắc yêu là đây. Thì mọi người ơi, cái MV này á, bật lên đi. Thì mọi người, cái MV này á, khi mà mới vừa công bố cái tên thôi mọi người, là cực kỳ hot trên mạng xã hội rồi. Tại vì anh Sơn Tùng kỳ lắm mọi người. Công bố mà mỗi lần công bố đúng có một chữ. Yêu chắc có lẽ, có yêu chắc là, kiểu là mọi người biết không có nào. Vậy cho nó hồi hộp. Trong một cái khoảng thời gian mà tầm mấy ngày luôn mọi người, là 5-6 ngày luôn nha. Là cái mấy đứa mà trên, mấy người mà trên list fan của Duy đó mọi người. Trên kiểu Facebook của Duy đó. Chế cái tên này, có chắc yêu à. Yêu, chữ chắc lên cuối cùng, mày hiểu không? Có lẽ đây là yêu là đây rồi, nói chung là tùm lum hết trơn mọi người. Thì anh Sơn Tùng rồi ta rất là biết gây sự chú ý và gây sự tò mò đến với fan hâm mộ, và đặc biệt phải nói với mọi người nha, Duy từ ngày xưa là Duy cực kỳ mới anh Sơn Tùng mọi người, nhất là những cái năm mà lúc đó như học lớp 10, là cách đây cũng phải 5 năm trước rồi, cái đợt anh Sơn Tùng thi đồ remix á, tụi mình dài dữ hết á. Cái đợt mà anh Sơn Tùng thi đồ remix, mình kể mọi người nghe, mình là mình ở quận 7 mọi người. Mình ở quận 7 nha, mà đồ remix nó quay ở đâu? Sơn Vũ Động quân khu 7 gần sân bay. Rồi hồi xưa mọi người ơi, mình chạy chiếc xe quay mọi người, mình kiểu là bây giờ thì mình đi xe ga rồi, mình đi xe lít. Nhưng mà ngày xưa mình đi xe quay mọi người, lúc đó học lớp 10 mà. Chiếc quay pha bạc mọi người, mà mình chạy từ quận 7 lên quân sân khấu quân khu 7 mọi người, gần sân bay. Hả? Một tiếng má ơi má đâu mà gần. Thì đây quận 7 kêu quân khu 7. nó cách nhau gần 15 cây đó má, gần sân bay luôn đó má, không có gần đâu, không hề gần đâu đó mọi người. Ngày xưa mình rất là thích anh Sơn Tùng, đặc biệt là được có cái bài gì biết không, Thái Bình Mồ Hôi Rơi trong đồ remix luôn. Ok mọi người, thì ngày hôm nay sẽ là MV có chắc yêu là đây. Thì đầu tiên nha mọi người ơi, nhìn cái background cũng giống như là cái tấm hình thumbnail á mọi người, hồng pastel, thấy ngọt ngào rồi đó. Không biết anh Sơn Tùng có rắc thính, có thả thính hay là có phù với thính xung quanh hay không thì không biết nha, nhưng mà nói chung thì anh Sơn Tùng đẹp trai nha mọi người ha. Đầu tiên thì mình phải biết được điều đó nha, chắc chắn một điều đó rồi, đẹp trai rồi, bây giờ nhà có hay hay không, lời có ý nghĩa hay không, cầu đi là biết nè. Ok làm lại đi lắm nha, chuẩn bị cho mọi người bốn cái chữ cái mọi người, là có chắc yêu là đây, mà mấy đứa trên mạng ghép để cái chữ happy birthday xin tự nhiên anh Sơn Tùng, hiểu không, ghép cái chữ happy birthday đó, câu gì đó. Trời em trai. Cuốn sách nha. Sky. Cái cuốn sách là Sky nha mọi người. Cái cuốn sách là Sky, có nghĩa là tên của fan đúng không? Đâu có. Fan Sơn Tùng, nhóm Sơn Tùng gọi là Sky á. Sky là bầu trời á. Không, kiểu như là cái kiểu như là gì nè, có nghĩa là kiểu là những cái bạn trong fan club của anh Sơn Tùng, những người mà fan anh Sơn Tùng mới gọi là Sky. Đúng không? Còn cái ý của mày nói là những cái bạn kia, ý là Sky là cũng dĩ mấy bạn đó, còn ý là mấy bạn đó là Sky á, hiểu không? Đó mọi người ơi. Sao đi mọi người, mình hơi xàm nha mọi người. Màu hồng. Bông hồng. Ôi rất ngọt ngào nha, trời ơi. Ôi. Cái bông cúc. Cái bông cúc. À tiếng ngón tay hả? Nè. Trend nha mọi người ơi, hiện tại bây giờ đang trend cái bông cúc nha mọi người. Mày cái với tao không? Sẽ hot. Cái bông cúc nó sẽ hot đó. Kìa. Good boy. Sorry mọi người nha, từ sorry mọi người nha. Mình phải nói trước luôn là mình reaction, có nghĩa là mình phải dừng lại để mà mình nêu lên cảm nghĩ của mình khi mà lần đầu tiên mình xem MV. Chứ kiểu như là còn kiểu sẽ có những, mình rất là sợ, tại vì cái đợt mình reaction MV trước đó thì có những cái bạn nói là mình bâu nhiều quá bị mất hứng. Trời ơi mấy bà, nếu mà thí dụ mà mấy bà nhắc lại nha,
đã nói rồi nhưng mà nhắc lại nha, ví dụ mà mấy bà dù mà không sợ bị mất hứng á, mấy bà lên MV gốc mà coi, mấy bà lên MV của anh Sơn Tùng sẵn cày view cho Sơn Tùng luôn mà coi, còn dù người ta reaction là phải cho người ta dừng lại để người ta nêu cảm nghĩ của người ta, mấy bà hiểu không? Cho nên dù trong đây tôi dừng lại nhiều quá thì mấy bà cũng đừng có chửi tôi nha. Chửi nhiều tôi buồn. Chửi nhiều thì mất công, chứ mất công thì chửi nhiều mất công, tôi suy nghĩ đâu tôi chửi lợi. Nước kìa, ơi bông cúc nước kìa. Ơi từ. Ơi, bông cúc LV luôn. Ê nè, thấy không? Giữ LV luôn thấy không? Trời ơi, xuất sắc. Ôi trời, chạy nút phải dừng lại nói một cái mọi người ơi, có nghĩa là gì nè, thời trang rất đẹp cho mọi người, kiểu gam màu pastel, bạn hãy để ý nha, gam màu rất là pastel, nhìn không thực sự là gam màu pastel có phải gọi là mùa hè đó đâu, mùa hè như cái màu son của mày mới gọi là mùa hè, còn gam màu pastel giống như là chúng là nó hơi trend, nó bị ông nó trend từ cái vụ mà là chị Jenny mà cái áo khoác màu tím rồi đúng không, pha Jenny cho mọi người ơi, đó từ cái vụ mà chị Jenny mà áo khoác màu tím nó đã thành cái đợt đó, nó đã thành trend những cái màu pastel rồi mọi người, thì cái này nha mới đầu vô thôi mọi người, một cây LV nha mọi người, thật sự rất là mê mọi người. Có là gì nè, Duy với Phúc á rất là thích đồ của LV, mà tại vì kiểu như là đồ LV không hợp với tụi mình mọi người, tại vì ví dụ mà hợp cũng không có tiền để mà mua nữa. Đúng không mọi người, đó là thật sự là gì, đồ LV nó không có hợp với tụi mình mọi người, còn ví dụ mà hợp thì cũng là mình có tiền mà mua, ngồi câu thì phải là mình có tiền mà mua mọi người. Anh Sơn Tùng quá đẹp trai mọi người ơi. Bấm đại dừng lại con cái thôi mà cũng đẹp trai. Đó vậy mà mấy bà không cho tôi bô má, ví dụ mà không bô nữa sao mà sao coi được cái vẻ đẹp trai này mọi người. Sao vật tàn nhẫn với trái tim rồi. Nhưng mà trời ơi, ông tai thì chúng ta không thúc được nha. Dù rằng đến nhân gian ôi cái bóc thì kìa, bóc đi mưa nè. Hình như chính là em. Tình thơ xin hãy lắng nghe và dù anh trả lời đôi để con bóng qua. Chắc yêu là đây. Rót mực vào tai. Nó nghe nào mọi người ơi, không phải nha, thật sự là không phải là bây giờ mình coi mình mới hiểu. Chắc là mày bây giờ mày coi mày mới hiểu đúng không? Bữa giờ mọi người ơi, có là hôm nay đã là ngày thứ hai ít, hôm qua anh Sơn Tùng lên MV, hôm nay mình mới reaction mọi người một ngày rồi, mặc dù mình cố gắng không coi mọi người. Mấy bà trên Facebook mày ơi, chụp lại màn hình xe lên rồi phân tích đồ, phân tích kia, giải bộ này nãy tao nói thôi, giải bộ tao nói LV kia. Không, thực ra tao coi trước trên Facebook rồi, hiểu không? Mấy bà kiểu như là bị spoil hết, hiểu không? Coi trước rồi, thật sự nãy giờ mình, LV kia, ôi rất bực vào tai kìa. Không phải là bây giờ mình mới coi rồi mọi người. Mấy bãi chụp hình kiểu cắt lên Facebook mình coi hết trơn rồi, mình chỉ chưa coi MV thôi mọi người. Rót mực vào tai. Rót mực vào tai thì mày khùng hả, mày làm gì giống đồ lưỡi chén, mày giống như cái miếng mút mà mày hớt tóc xong rồi lao cho nó tự có dính tóc á, hiểu không? Cái tự nhiên cái đồ lưỡi chén gì mày khùng hả mày, anh Sơn Tùng cầm đồ lưỡi chén gì mọi người ơi, rớt mực vào tai thì đúng luôn. Ê nó ngày nào sẵn tiền nói luôn nha mấy bà, không còn có mực vào tai nữa, nhìn ảnh bữa giờ thật sự từ cái đợt trước khi ra MV tầm 2 ngày anh Sơn Tùng có quay một cái clip bằng piano thì phải cover dàn rất là nhẹ, bữa giờ tiên TikTok mọi người ơi, mấy bài đó cover lại luôn rồi, có nghĩa là nó đã bị bâu rất nhiều trước khi mình xem MV rồi, mày hiểu không? Đó cho nên thực sự là chắc MV, cho nên là cái reaction này mình sẽ không nói nhiều đâu mọi người, ví dụ MV 4 phút mình reaction thành 40 phút thôi, mình không nói nhiều đâu mọi người, ví dụ mọi người biết tính mình không thích nó nhiều mọi người, hiểu không? Vậy là thích thẳng luôn. Biết không? Tại mày coi trên mạng đúng không? Facebook nó chụp luôn má, có nghĩa là sao ta? Bâu, bị bâu ấy má, mấy má ơi. Facebook bị cái lời đó. Nhưng hay mà chưa? Mình vô nhưng mà vậy nè. Mày thử lại đi. Xin đẹp trai dữ vậy trời. Thật sự nha mọi người, thật sự đã có chứ là như là có những cái điều đầu tiên của anh Sơn Tùng mà mình mê nè, đầu tiên hát hay. Tiếp theo, nhạc hay, MV đẹp, đẹp trai. Ủa có hết mẹ rồi còn gì ta? Tao tưởng cái đầu là đẹp trai chứ. Nói chung là nãy mình xem mình có hết chưa à mọi người, không mình phải nói vậy nè, tuy là anh Sơn Tùng đẹp trai thiệt, hát hay thiệt, nhạc hay thiệt, nhưng mà được cái là anh Sơn Tùng mặc đồ đẹp tao mà anh không hợp mình đâu mày ơi. Ừ tao thấy kiểu có thể là vậy nè anh, có thể là anh sẽ có tất cả mọi thứ nhưng trai ghê trời. Ôi đồ đó đẹp nha. Bên nắm tay nói rằng anh mộng mơ một đêm làm gì, nhanh chân chạy mua một bó hoa, em luôn một món quà, khuôn mặt tức cười đen vô tư gạt đi lo âu mạnh mẽ nhà và rồi đi xa.
trong gió từ nhà rồi chim bay nhẹ nhàng thắm mắt mang những qua trao nụ cười nắng đôi trên quai sắt vui đôi giữa một ngàn hoa dù rằng thế nhân gian luôn tâm mọi người hình như chính em cái bài đúng như vậy luôn á hình như chính là em tình tự xin hãy lắng nghe và xin anh trả lời đôi để con vui vui chẳng yêu là có một cái mic đứng rồi cầm vậy nè mày chạy nghe đi cũng có nữa chạy nghe đi cũng có và hồi xưa hình như là ngày xưa trên đồ remix hình như là cũng sẽ có một cái phòng trình diễn anh Sơn Tùng cũng cày nè thật sự ngày xưa mọi người ơi tôi đã mê Sơn Tùng từ cái lúc tôi học lớp 10 rồi mọi người à, đúng rồi có một sân khấu là hát Thái Bình Mồ Hôi Rơi á là đứng bảy Thái Bình Mồ Hôi Rơi là ngồi trên piano nha ờ tao nhớ má giống như là thật sự là Duy không phải là Sky đâu mọi người nhưng mà thật sự là Duy rất là thích anh Sơn Tùng đặc biệt cho mọi người phải có một điều nè phải nói thật luôn nhạc của Sơn Tùng, nhạc Sơn Tùng nha, lần đầu tiên nghe mà sẽ coi là mày chưa cảm được nhưng mà khi mà mày nghe là nhiều lần hay thật sự đặc biệt là cái bài Thái Bình Mồ Hôi Rơi chỉ nói mọi người lúc đó là Duy vô đồ remix thì Duy coi sao nhắc đồ remix hoài vậy ta giống như mình đang quảng cáo rồi đó sorry mà không quảng cáo thì mọi người mình nói đợi nha từ bộ quá ta đó thì mọi người có nghĩa là nhà khi mà mình vô cái mình để mấy mình ngủ luôn không ta để mấy ngủ luôn ta hay ngủ một tiếng thôi mày nói chuyện tiếp để tao nói hết ý của tao coi là tao dễ quên mày hiểu không có lẽ mọi người có lẽ lúc đó mình vô cái đồ remix mình vô sân khấu đồ remix á thì mình xem thì lúc đó mình nghe nha tại vì mọi người biết sân khấu mà hát la thì là cái tiếng nhạc rất lớn mà cái giọng rất là nhỏ mà tao nhớ là tao chen mày ôi tao lùn má tao chen mà tao chen không nổi mày hiểu không tại vì khán giả quá đông mà thật sự sân khấu nó cũng hơi bị động thì là nhớ là Sơn Tùng vô đúng cái đoạn Sơn Tùng mà hát thật sự không hay nhưng mà về nhà mình nghe mình bị có là mình cực kỳ thích cái bài đó và hầu như đó là cái bài mà mình thích nhất sau bài chạy ngay đi chạy cái này thích nhất nhưng mà từ đó đến giờ cái bài đó bài thích nhất là người mơ khơi rơi vác tấm hàng chạy buôn thâu đêm đi tiếng sơn là Thái Bình đó mọi người cứ là mình rất là thích nhạc của anh Sơn Tùng mặc dù là lần đầu tiên sẽ không có cảm được nhưng mà nghe nhiều lần nào ok hay lời hay tụi mê Sơn Tùng lắm mấy bà ơi cái mấy cái trend là mọi người ơi gì có liên vậy đó nó cũng quảng cáo má mà thật sự là đó mày nghe thật sự là những người mà xem YouTube tao toàn là đồ TikTok qua không mà nên mày không cần phải quảng cáo mày hiểu không cái này mọi người cái tỷ nè biết thiếu vậy mọi người ơi anh Sơn Tùng ơi cái này thật sự anh rất là thích anh nhưng mà thật sự anh thiếu một cái mắt kiến ít nhất cũng phải là gì nè cái đoạn đó thì mình tua lại cho mọi người xem nha nè cái đoạn có một cái đoạn anh Sơn Tùng ơi thật sự nha cái này là một cái điểm gọi là một cái điểm mà tụi ta em không hài lòng thực sự là một em không hài lòng bởi vì anh phải ít nhất có đoạn tơ đó phải là như thế nè anh Sơn Tùng ơi thiếu không được nha TikTok thật sự luôn á trời ơi thật sự nha cái này là điểm trừ đó nha một điểm trừ trong MV rồi đó không được nha phải có thiếu cái mắt kiến nhất định bị thơ thuận đó mày rồi cho nội đỉnh gì chơi mình coi cái này mình nói cái này biết buồn dương hay không mình thấy cái này nè mọi người lúc mà Duy vừa mới coi mình hình dung là cái gì không cái chai nước xả một giặt làm riêng đừng nhắc tên, đúng không? Bị chàng thấy không? Vậy, mọi người ơi, mỗi lần nãy mình vừa mình coi, mình tưởng là nó hiện là cái chai nước xả bột giặt mọi người ơi. Nước hoa thơm nhé. Ừ, giống vậy đó. Để chưa, ê, cái bóp đi mưa. Rồi, mang em vì mà đi mưa, mang em vì mà đổ nước gặp xong mà sang những gì chạy. Đó là những cái TikTok không á. Đó là những cái không bây giờ tao với mày phải chơi rồi má chơi trend biến hình kéo một cái búng cái ra cái mặt một thôi ghê lắm thôi thật sự nha thật sự là có thật sự hôm qua đến giờ nha thật sự là có nhiều người cùng có nhiều người ở ta tết nói là kiểu như là nhạc đợt này không hay ủa thấy hay mà trời cứ là nó đúng kiểu là góp mật vào tay có nghĩa là nó nhẹ nhàng thật sự là như vậy là được rồi tôi không phải là Sky nha mọi người tôi nói trước luôn tôi không phải là Sky nha tôi chỉ là một người kiểu là thích nghe nhạc Sơn Tùng thôi được ơi thật sự nói thẳng luôn nhá cái nghe nào phải nói cái gì nào hầm hố quen rồi nhạc nào ra anh Sơn Tùng cũng bị chửi hết trơn
cái đợt mà chạy ngay đi chợt chạy ngay đi rất hay mà bị chửi nhiều nhất, mày hiểu không? Thật sự những cái bài của Thanh Tùng rất hay nha. Dành cho tất cả những ai đang yêu, luôn yêu và sẽ được yêu. Cuộc sống dành cho em, sống dành cho hai tụi em anh. Dành cho tất cả những ai đang yêu, luôn yêu và sẽ được yêu. Còn hai tụi em sao? Phải anh phải nói là dành cho những ai và nữa, ơi dành cho những ai đang yêu, luôn yêu và sẽ được yêu, và những bạn chưa được yêu thì sẽ được yêu. Điểm trừ thứ hai nha. Thì anh giữ trái tim của mày còn đẹp trai. Hết rồi, thế là mình. Ê, còn gì kìa? Và thứ hai là sự dự án chính thức của Tân Tùng và album chúng ta sẽ được ra mắt mọi người trong thời gian sớm nhất. Là sao? Là sao ta? Ý là cái bài là à, có nghĩa là đây là chỉ là một cái bài demo trong một cái chuỗi album thôi. Đúng rồi, là cái bài cho fan nghe đỡ nhớ thôi. Còn cái bài gốc là chưa. Có nghĩa là đây là một cái MV gọi là sao ta? Có là hiểu rồi mấy bà, có nghĩa là đây là cái bài gọi là cái bài mở đầu cho cái em cho một cái album và một cái album sắp album tên là chúng ta thôi. Hiểu không, có nghĩa là sao ta, có là được một cái bài mở đầu là được rồi. Trời rồi, thế là và chắc chắn rồi mọi người ơi, trong năm nay thì Sơn Tùng có sẽ không bắt trở lại và sẽ rất nhiều sản phẩm và không, cái này phải nói là một sự so sánh mọi người ơi, một sự so sánh như thế này nè, là mình có thấy là sao ta, năm nay Blackpink đó đến giờ là Blackpink cũng ra mỗi năm một MV thôi, tại vì tụi mình cũng là thích, rất là thích Blackpink. Mọi người Phúc là kiểu fan của Jennie luôn, thì mấy chị Blackpink năm nay cũng chỉ mỗi năm chỉ ra một MV thôi nha, nhưng mà năm nay sẽ là có thể là một cái năm khởi đầu cho rất nhiều clip của nhạc kỹ Blackpink trong năm nay. Và anh Sơn Tùng cũng vậy mọi người ơi, có nghĩa là mỗi năm chỉ ra đúng một MV thôi, thật sự là vậy đó. Thì năm nay sẽ là khởi đầu cho anh Sơn Tùng, và chị nghĩ rằng đây sẽ là một MV khởi đầu thành công. Và mọi người ơi, đến thời điểm hiện giờ nha, không, lúc mà Duy coi nha, lúc mà Duy bữa giờ đi đọc báo từ hôm qua giờ lướt Facebook á, là trong vòng một giờ đầu tiên, ý là lúc công chiếu là 900,000+ lượt view lúc đợt công chiếu, và trong vòng hình như là 1 giờ 40 phút đầu tiên là được 6 triệu view, nếu mà nó không lầm là như vậy nha mọi người. 40 phút đầu tiên mà được 6 triệu view, mà trong khi có nghĩa là thực sự là mình cảm thấy á, thôi ta, cái vlog của tao mày trong vòng 1 giờ được 1.000 view thôi, mày sao sống trên mây rồi. Thật sự mọi người, vlog mình up nha, thật sự nha, vlog mình up lên trong vòng 1 giờ được 1.000 view. Cái cảm giác mình như là Duy ngư người đi trên xoay vậy đó mọi người. Mà tưởng tượng một cái clip mà trong vòng 1 giờ mà được gần 1 giờ thôi mà được 6 triệu view, thì mọi người biết nó phải kinh khủng biết cỡ nào. Và ok mọi người, thế là mình đã recent xong MV của anh Sơn Tùng rồi. Và một lời khen rằng MV này chắc chắn rồi, đầu tiên vô đẹp trai, đẹp, thời trang đẹp, và Duy chắc chắn luôn nha. Ngọt. Không ngọt là chắc chắn là mọi người, mật ong mà sao không ngọt mọi người. Mật ong phải ngọt khi nào mà đường nó mới ngọt mọi người, còn mật ong là nó ngọt mọi người. Mật ong ngọt là ngọt, cái ngọt này là cái mật ong mới của anh Sơn Tùng nha, là nó ngọt của cái vị ngọt mọi người, có là cái vị nó ngọt, nó ngọt thanh, kiểu là nó ngọt mà nó ngọt kiểu hiền hiền mọi người, nó không hề ngọt dữ nha, nó ngọt mà ngọt, nó ngọt kiểu rất hiền mọi người. Thì có chắc là đây có chắc là đây thì nói chung thì mọi người ơi, sẽ có hai điểm trừ trong MV này nha. Đầu tiên á, thiếu cái mắt kiến là một nha. Tiếp theo là gì hồi nãy nói, à anh chúc toàn những người yêu thôi, còn tụi em chưa yêu thì sao. Thì nói chung thì là mình nhắc lại một lần nữa nha, anh yêu có chắc là đây. Ok mọi người, và chắc là mình sẽ kết thúc video này ở đây. Và nếu mọi người thấy những lời chia sẻ của Duy chia sẻ cho mọi người hữu ích, cũng như là mang tính giải trí cho mọi người, thì mọi người hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để cho bé Duy cơ bắp đến gần hơn với mọi người, để mà Duy có thể truyền tải được nguồn năng lượng tích cực của mình. Và không quên kết nối trên mạng xã hội social của mình như là Facebook và Instagram của mình để cập nhật những bài post mới nhất, và cũng giống như là Trương Hồng Phúc. Ok mọi người, và tạm biệt mọi người nha. Và chắc chắn là tôi sẽ coi lại MV này rất nhiều, bởi vì anh Sơn Tùng đẹp trai và 10 điểm sự đẹp trai của anh. Bye bye. Nãy có ghi màn hình không nhỉ? Có, không thùng.